Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hãy cùng quý đi tìm hiểu một chiếc quạt cây rất là đẹp, rất là bền và vận hành cực kỳ êm ái. Đó là chiếc quạt cây Panasonic với model là F409K nhé. Sản xuất theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc tại Malaysia, có động cơ hoạt động êm ái, độ bền cao, kiểu dáng tinh tế sang trọng. Sản phẩm quạt gió Panasonic có điều khiển từ xa tiện lợi, hẹn giờ tắt lên tới 6 tiếng tiết kiệm điện năng, có cơ chế tự ngắt khi quá tải an toàn cho người sử dụng. Quạt có 3 tốc độ gió truyền thống nhanh, trung bình và chậm với công suất 51W, 3 cánh trải cánh dài 40cm, hoạt động vô cùng êm ái, phù hợp cho cả phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách. Hơn nữa, các bộ phận của quạt đều được làm từ chất liệu cao cấp, giúp quạt vận hành liên tục trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo được sự bền bỉ. Quạt có thể điều chỉnh chiều cao lên tới là 130cm. Lồng quạt được thiết kế chắc chắn. Sản phẩm F409K này đang được phân phối chính hãng tại Điện máy Quang Hạnh với mức giá vô cùng ưu đại. Vì thế các bạn hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu em nó ngay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.